Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái bộ sưu tập của mình là tiền tiền xưa và tem xưa. Các bạn xem với mình cho vui nhé. Đây là những cái đồng tiền xưa nè các bạn. Mình đã lưu giữ cách đây cũng hơn 20 năm rồi các bạn. Mình cũng đi mua lại của người ta. Mình review sơ sơ cho các bạn xem nha. Tiền hồi xưa đó các bạn. Các bạn xem cho vui nha. Có lẽ là những đồng tiền này lúc này là của mình chưa sinh ra. Là cũ rồi các bạn ơi. Mình có nóng đồng còn mới. Mình nghĩ đồng tiền các nước Đông Dương xài chung với nhau Lào, Campuchia, Thái Lan các bạn. Có cái chữ một đồng. Đây là đồng tiền xu. Cách đây hơn 100 năm về trước, Tổng thống Abraham Lincoln. Những cái đồng tiền khác mà mình đã sưu tầm cũng cách đây cũng hơi lâu lắm rồi. Cũng như cái này cũng là hơn 80 82 năm. Cái đồng mà là 50 xu của Mỹ. Tám mươi mấy, 85, 88, 90 các bạn ha. Mấy đồng này không thể nào quên được cái thời bao cấp. Sau đó khi mình nhìn lại những đồng tiền xưa như thế này thì cái ký ức của mình chợt ùa về những cái thời khó khăn. Những đồng tiền này hồi đó được mua những như thế này thì rất là giá trị. Mình rất tiếc là mình không có tờ 200 ngàn, 500 ngàn các bạn. Nhưng mà có dịp về Việt Nam mình sẽ sưu tầm thêm những đồng tiền hiện hữu đang bây giờ bên Việt Nam. Đồng tiền này cũng giờ là 20, 35 năm. Đây cũng 27 năm, xưa lắm rồi. Năm 1974, tờ 10 đồng này là cách đây là 48 năm về trước rồi các bạn. Và nó còn rất là mới. Các bạn. Đây chỉ là quên bông của mình đây, mình đã cất rất là kỹ. Mình cất rất là kỹ. Là bây giờ thì mình sẽ cất lại để có qua một bên. Mình sẽ mời bạn xem một cái album mà của mình đã giữ những cái tem trong đây. Những cái tem cách đây khoảng trăm năm về trước là vẫn còn. Đây là những cái tem của Bảo Đại lúc mà ông còn cai trị độc tài. Đây cái tem của ông đây. Tem của Mỹ. Đây là Francis Scott Key, là người sáng tác cái bài quốc ca của Mỹ các bạn. Thêm thời đó thì hai sen hai xu thôi ha,
Xưa lắm rồi. Chắc trong các bạn cũng có những người nhìn ở những con tem này cũng là một ký ức một thời của mình. Có những bạn thì nhìn những con tem này lúc nào mình chưa ra đời, mình quá nhỏ. Nhưng với cái độ tuổi của mình thì mình rất là thân quen với những cái con tem như thế này. Mình là tất cả các khoa mình để riêng ra. Đây những người tem trước năm 1975 các bạn. Đây là tem của gia đình vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương và hoàng thái tử Bảo Long. Chỉ một chút xíu chia sẻ các bạn những cái sưu tầm của mình trong suốt thời gian 20 năm vừa qua. Mình cất đó giống như một cái lưu niệm, sở thích của mình. Mỗi người đều có một cái sở thích, thì của mình chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem những đồng tiền xưa và những con tem xưa cùng với mình. Bây giờ thì sau khi chia sẻ các bạn xong rồi mình đi ngủ. Ngày mai mình phải thức dậy sớm đi làm. Mình chúc các bạn một ngày mới tốt đẹp, đi làm vui vẻ nha, ăn ngon miệng và đi đến nơi về bên chốn, gia đình hạnh phúc nha các bạn. Các bạn cũng phải giữ gìn sức khỏe. Chào nha.